trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mọc lên, làm cho môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm, dịch vụ của mình được khách hàng ưa chuộng, phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình. Với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến và nguồn nguyên liệu sạch, công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thiên nhiên Mẹ Ken luôn cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng phù hợp với sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam. Sự khác biệt của các sản phẩm Mẹ Ken bao gồm những điểm sau. Thứ nhất là nguồn nguyên liệu tự cung cấp hoàn toàn, ban đầu từ các nguồn nguyên liệu tự trồng tại Huế và Quảng Nam. Đến đầu năm 2016 thì Mẹ Ken bắt đầu cho xây dựng 2 trang trại tại Đà Nẵng, đảm bảo cung cấp đủ cây dược liệu cho đến sữa bò và sữa dê. Công đoạn sản xuất sản phẩm Mẹ Ken chủ yếu là thủ công, từ các công đoạn như bóc tách, thu hái dược liệu cho đến rang xay. Tôi đều trực tiếp giám sát, hướng dẫn và tham gia vào những công đoạn này để đảm bảo thành phần nguyên liệu là chính xác nhất. Từ đó cho ra những sản phẩm tuyệt đối an toàn với người sử dụng, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng cao, được nhiều khách hàng trên cả nước tin dùng và giới thiệu truyền miệng cho nhau. Cuối cùng, sản phẩm Mẹ Ken hiện được phân phối trên cả nước thông qua hệ thống đại lý có mặt ở 63 tỉnh thành. Hy vọng với những tâm huyết và nỗ lực không ngừng mang tới những sản phẩm thiên nhiên mang thương hiệu Mẹ Ken sẽ luôn được khách hàng tin dùng và sử dụng. Put on my blue suede shoes and boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. Man, I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king. She's right down in the jungle room. Walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. And River and Green, be glad to see you. When you have not got a prayer, but boy, you've got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see. And they asked me if I would do a little number. Man, I sang with all of my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am tonight. Walking in Memphis, I was walking with my feet.